Hồi nãy có cái anh ở dưới cầu Mỹ Thuận mới điện lên nói sao mày nướng cái gì thơm quá kìa. Nó dốc thôi nha cả nhà, chứ đây mà tới nghe tới cầu Mỹ Thuận là cũng hơi bị mệt. Đó, cả nhà nghe gì chưa? Có nóng miếng nữa. Ơi, nhìn nó sớ thịt. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng thật tràn đầy niềm vui và tràn đầy động lực nha. Hôm nay em làm một, nói chung là hổm gà thì hai anh em cũng cá rồi, đồ đồng nó cũng hơi ngán xíu rồi nha. Bữa nay hai anh em sẽ đổi món, đó là thịt heo nha cả nhà. Đây, bữa nay em sẽ làm một món là thịt heo nướng lá ổi. Đây, coi thử nó ăn như thế nào nha, nó có hấp dẫn hay không. Thì bây giờ lá ổi chút xíu bể sau. Rồi còn bây giờ là em sẽ làm gia vị đang ướp cho thịt nó thơm nó ngon nha cả nhà. Chút muối. Miếng này nó cũng hơi to xíu. Miếng nhạc niêm. Nước bột ngọt nha. Chỉ chút chút thôi. Này là ướp máy trong nên không đường nhiều xíu cũng không sao. Nhưng mà cũng ít ăn đường là xíu. Bỏ nửa hũ rồi coi. Miếng nước mắm. Miếng nước tương. Thì ở trong đây là có ớt, tỏi và củ hành nha. Ớt thì đâm cũng hơi nhiều á. Nó có mùi đó, mùi của heo quay vậy đó. Mình sẽ nướng lá ổi ở trong đây và ốp cây trèo quấn lại nha. Sẽ ướp lên nha cả nhà. Em chỉ ướp mấy trong thôi, còn mấy ngoài là để chút xíu làm cho da nó nổ, nó giòn, ồ, ngon một cái luôn. Nói thôi, cái đó là lý thuyết thôi nha, còn thực hành là không biết có xuống sông hay không. Kế bên mấy chồng thải cái ẩm xuống dưới cái gọi là hai thằng nhịn ăn luôn. Em ướp đây cho thấm xíu nha, chờ em xíu nha. Bây giờ em sẽ bẻ những cái lá ổi nha. Cái này là của cha em trồng. Hay. Cái mà cái miếng đất nó chút xíu à, mà trồng đâu đủ thứ hết trơn. Vì cái đó cái gì anh kêu rồi, mãng cầu, mãng cầu nhãn, nhãn rồi vú sữa, rồi ổi, rồi quýt, rồi cam, rồi mía, rồi chì trang nè, muốn hết phát triển nổi luôn nha. Rồi thêm dâu tằm nè, mà còn cái gì đâu, cái liệt kê thêm xíu nữa, gần nữa kìa, gừng nữa nè, rồi mùng tơi nữa nè, cái sâm nữa nè, cả họ chút xíu một nồi luôn. Thôi bây giờ em sẽ bẻ một mớ đem vô trong chổng ướp nha. Thay vì xay cho nó nhuyễn, bây giờ em sẽ đâm cho nó dập thôi, đặng cho nó có mùi thơm thôi. Tại em thấy cái màu của xay nhuyễn ra nó hơi giống cái gì đó, nó hơi kỳ một xíu nên em sẽ không có làm vậy. Em sẽ đâm cho nó dập rồi sẽ ướp chung nha. Nó cũng thơm nữa, nó cũng ra mùi nữa. Đây, em sẽ để những cái lá ổi trên đây. Đây, để lá ổi cho nó thơm nha. Rồi bây giờ em sẽ quấn nó lại. Quấn cho nó theo cây tre nha. Cả nhà chờ em quấn chút xíu nha. Tại vì có sự hỗ trợ của thằng em mới quấn được, chứ mình em quấn không được. Sau 749 lần tu luyện đã thành một cái giò gì, thành một cái cục heo thiệt là đã luôn cả nhà. Em nhìn em cũng mê luôn á, giống hình mấy cây xúc xích vậy. Giờ em đốt than xong rồi,
chuẩn bị bắt cái bếp xuống dưới đặng nướng mời cả nhà ăn chung nha anh em nha. Ồ nhìn cũng hơi bị ngon đó nha, chưa dưới chân thấy khoái rồi đó mà ăn nướng hồi thành bóng đêm hơi mệt cái nữa. Chờ xíu nha cả nhà. Lữ bố ta để giết bao nhiêu là quân giặc, bây giờ phải nướng cái cục thịt heo như thế này mà ăn sao? Đây cái cục thịt heo hơi đẹp luôn á. Đây có hai anh em cũng mằn mò một buổi trời. Chết. Đây sẽ nướng lên đây nha cả nhà. Làm sẵn cái khung. Cái này thì bằng giống heo quay vậy. À. Vip nha. Hồi nãy là còn heo nướng lá ổi, còn bây giờ là heo nướng dây chì luôn rồi. Nó bị đứt á, giống mệt heo nó hơi mềm á, nó bóng da nó không được nên em cột lại luôn rồi. Bây giờ em sẽ xơm nó nha. Ăn cho da chút xíu nó nổ. Nổ còn hơn pháo nữa. Này. Chuyên nghiệp chưa? Xong rồi nha. Đảo cả nhà. Đây nè. Chắc không có giòn đâu. Mà nó giòn ở đây nè. Quá trời hấp dẫn rồi. Bây giờ em sẽ dọn cúng cái em mời cả nhà ăn chung với hai anh em nha. Quá đã rồi. Dạ tới không đòn bài ra mà ăn thôi. Này cái bằng tới công đoạn bài binh bố trận. Bài binh bố trận. Ôi. Da nó nổ mà dùng thấy thèm thì cả nhà. À, thơm không? Thơm phức. Cái này chắc rộp đột. Trời. Hồi nãy có cái anh ở dưới cầu Mỹ Thuận mới điện lên nói sao mày nướng cái gì thơm quá kìa. Nói dốc thôi nha cả nhà. Chứ đây mà tới nghe tới cầu Mỹ Thuận là cũng hơi bị mệt. Nếu tới cầu Mỹ Thuận là đi thi vô đầu bếp rồi được. Ồ, cái đó là thư bếp thế giới. Mấy cái chiếc. Ai. Ở mấy chồng là có lá ổi. Mã xá rồi. Ngao ngẹt.
em nướng gì chì. Gì chì không có nhiều hết trơn. Rồi cái này mới gọi là cái thành quả nè, quả xá rồi cả nhà ơi. À, cái gì mà chịu nổi nữa. Dứt cái nát rồi. Chờ xíu cả nhà. Đó, cả nhà nghe gì chưa? Có nóng miếng nữa. Trời ơi, nhìn nó sớ thịt. Này còn gì bằng nữa. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Cung tay rồi. Cung tay. Cho nó thơm quá. Đã ổi không biết ăn nó có khác biệt chưa không? À, thấy thơm rồi đó. Ngon rồi. Anh hai nghĩ ngon không? Ngon rồi. À, tưởng không ngon em ăn cho. Đù. Phẩm này cũng ngon chứ. Được, được, được. Việc. Có anh chị em nói là em ba báo. Nó thứ ba luôn cũng em ba báo đúng luôn. Đó, cái gì nghe. Rộp rộp không cả nhà. Thơm nước mũi. Đây. Nó ổi đâm dập dập nên nó cái màu nó vẫn còn nguyên. Đây nãy cho mẹ với cha đi. Tay em nãy giờ nướng hơi dơ nên em phải đeo vào tay nha. Mời cả nhà ăn miếng với em nha. Nước miếng chả dư ta. Rồi. Nghe cà rộp cái nhà ơi. Phát ổi thơm dữ hả? Nghe được chưa? Rộp rộp rộp. Công sức nguyên đúng buổi. Công sức nguyên buổi giờ là thành quả cả nhà. Ngon dữ ta. Lát ổi nó thơm lắm cả nhà. Để mà ăn thử miếng rồi. Nó hút vô hết gia vị. Nước của heo nó. Nó hơi chát nhẹ xíu nha. Nhưng mà không chát nhiều. Chắc hồi nãy bẻ lên no á. Mà nó thơm. Thơm giống ba ăn ba chứ những trái ổi mà trái ổi hơi bị non đó cả nhà. Ăn từ lưỡi vậy mà nó không chát nha. Hơi hơi à. Rồi đã. Giờ chắc mình nhầm nhìn em nhìn nước nhìn mây nhìn trời đấy nha. Tại hôm nay có con thằng nó cũng phá em dữ lắm. Dạ chắc em cũng phải ngồi đây hoài. Sao yên? Giỡn có xíu anh hai ơi. Giỡn không gần mấy cái thì yên. Mới ba à? Mới ba à.
chào cả nhà nha. Trời, quên đi, rửa tay sạch rồi nha cả nhà. Thì tại vì em nãy giờ cầm nó hơi dơ cả nhà. Rồi với phần đó là thì nó dơ thiệt. Thơm quá cả nhà. Dơ hết vào tay rồi nên em của em sẽ ăn đỡ nha. Cả nhà thông cảm nha. Chấm đi, chấm đi. Đây mà chai không vậy chấm nó mới ngon cả nhà. Rồi đến hai cái miếng nhỏ quất coi. Rồi. Mời cả nhà nha. Chào. Thơm không? Ngon. À, mời cả nhà nha. Bên đây thì để giờ cho cha với mẹ em. Ở ngoài thì nó giòn, trong thì thơm, nó ổi lắm cả nhà. Chính nó béo béo. Này nó không mỡ nhiều. Không có cái nào ngon bằng ăn rồi ở dưới mé sông rồi được ngắm hoàng hôn nữa. Rồi ăn ké nữa cả nhà. Làm ăn sẵn ngon lắm. Đậu ăn ngon hơn. Đậu gà ngon hơn. Gà ngon mà. Ngon, chén kho khô ăn luôn, sợ thiệt chứ. Từ món lẩu gà thành món gà kho ngon cả nhà. Sợ. Ngon lắm cả nhà. Trời ơi, con gì bằng, thở miếng chua. Đỡ rồi. Đây, mời cả nhà nha. Hai anh em ngồi chỗ này luôn cả nhà. Có gì cả nhà thông cảm nha. Quá ngon rồi cả nhà. Ngon quá. Yeah. Dạ hả? Yeah. Nhức cái nách. Trời ơi. Nhức cái nách. Tưởng vui vậy. Ăn hai nhức nách này để em ăn hết cho. Cái này để chừa cho mẹ nữa. Còn như này của em nha. Ừ. Hôm nay đã tắm xong chưa? Còn chút xíu tắm giờ rồi. Nói chung nha, hàng cũng hết đâu, nhiều lắm. Cả nhà thấy nó hơi nhỏ thiệt nhưng mà nó không có nhỏ đâu, nó cũng là nhỏ đó. Ăn miếng nữa đi, mấy miếng nhỏ nhỏ ăn thôi. Mời cả nhà nha. Hai em tẩm ướp vừa vậy lắm, không như lẩu gà cả nhà, thấy lẩu gà mặn quá. Nhắc nữa. Không lại ký động hơn cái không? Ngon thiệt cả nhà, ngon quá. Cả nhà có không làm thử đi, thấy nó ngon. Nhà không có không có nhà ở cộng đồng à, như mấy dịp chủ nhật đồ dòng nhà đồ quay quần ăn ngon lắm cả nhà. Chủ nhật mất ngủ rồi. Làm từ thứ hai tới thứ loại sáu phải chủ nhật mới nghỉ, ngủ chứ làm gì vậy. Không tỏa được, không cưỡng được luôn. Ngon quá. Trời ơi. Chắc mai mốt mấy anh em làm xong rồi không có ăn thịt gì đâu. Lấy thêm tô nồi cơm theo. Ăn cái cơm. Ăn cơm bén không nữa cả nhà. Đỡ hào nữa. Ngon nữa. Đã. Cắn cái ngập mồm cái. Ngon quá. Thả. Hai anh em nướng từ mà buổi sáng trưa chứ, từ mà nắng gắt luôn mà giờ sụp xuống chiều luôn cả nhà. Ở đằng sau này nguyên cái khung cảnh đã lắm, lỡ cũng hơi nhiều nhưng mà không sao, đang cũng đang lỡ mình khúc bên kia nữa kìa, nó đang sạc dài ngắn luôn nhưng không sao. Bây giờ có sao nè, bây giờ sẽ hai anh em sẽ kết thúc là tiếp tại đây nha cả nhà. Em vô có cha mẹ ăn chung với hai anh em cho nó vui. Giờ hai anh em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là tươi vui, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.